Khi mà anh gửi thông tin vườn á, thì phía Phino cũng có nhìn kỹ cái hình của anh, rồi cũng hỏi rất là nhiều, cũng đọc kỹ cái thông tin vườn của anh rồi mới phản hồi. Fino đổi mới nông nghiệp Việt thì ở đây em giải nghĩa cho anh hai cái việc thứ nhất là cái chuyện mà vàng đọt và đốm ly ti ở cái lá đọt hiện tại với lại cái chuyện mà lưu ý nóng thuốc ở 10 ngày trước vậy thì khi mà 10 ngày trước mình phun cái thuốc nóng á thì lúc đó cái đọt nó còn nhỏ nó còn là một cái tim đọt thì anh cứ tưởng tượng là nó giống như kiểu lúc nhỏ mình bị phỏng rồi thì khi lớn lên cái vết sẹo đó nó vẫn còn và khi cái đọt non mà nó xòe lớn ra đó thì nó sẽ bị nhăn nhăn dúng dúng và có những tế bào nào nó chết thì nó bị vàng cho nên nó mới có hiện tượng là đốm vàng đốm xanh là như vậy còn cái cơ chế của cái chuyện nóng thuốc thì anh có thể là tưởng tượng như mình đang phun một cái loại hóa chất lên trên cây giống như kiểu là mình rửa chén, mình giặt đồ nó vẫn bị ăn cái da tay thì bản thân cái thuốc á thứ nhất là có những loại là gốc axit, có những loại gốc bazơ thì nó ăn nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tế bào non của cái đọt. Còn tế bào già hoặc là những cái tế bào của những cái cây mà nó can trái nó lớn á, thì nó sẽ không có bị tổn thương. Còn những tế bào đọt non hoặc là những cái cây mà họ rau màu, họ dây leo, ớt thì nó nhạy cảm hơn, nó yếu hơn, cái thành tế bào nó mỏng hơn cho nên là nó mới bị tổn thương. Thì tổn thương ở đây giống như kiểu là axit bây giờ thì nó ăn cái cái lớp da ở bên ngoài của cái tế bào đó. Nó làm ảnh hưởng cái tế bào hoặc là khi có cái chất đó thì dưới ánh nắng mặt trời cái đọt non nó bị phỏng. Vậy thì cái chuyện mà phía fino lưu ý nóng thuốc là cái chuyện này bị nhiều lắm rồi. Và nhiều cô chú bị. Chứ không phải là một mình vườn anh bị và ghi nhận hàng ngàn trường hợp rồi. Cho nên là tất cả uh, những anh chị mà từ mua hàng cho đến hỏi kỹ thuật Phino là đều có gửi cái lưu ý nóng thuốc này hết. Tại vì cái chuyện này nó rất là nghiêm trọng. Cho nên là anh nên đọc kỹ hoặc là xem kỹ những video mà Phino gửi. Còn cái chuyện mà mình phục hồi cái cây bây giờ như em nói là lúc nhỏ mình bị sẹo thì cái vết sẹo đó đó nó mang suốt cái quá trình cuộc đời mình luôn chứ mình không có xóa được cái vết sẹo đó thì bây giờ mình chỉ có là né những góc thuốc nóng rồi mình phun những cái loại thuốc để mà kích cho cái đọt mới từ trong thân nó bật ra tức là ví dụ như lúc mà anh đang phun thuốc thì cái lá mà nó chưa già là nó bị nè cái đọt nó non là nó bị nè Rồi cái tim đọt còn nhỏ ở trong cái nách lá là nó cũng bị luôn Thì những cái đọt đó mình không phục hồi được Mình chỉ có kích những cái mầm ngủ từ bên trong thân Những tế bào đó nó còn nằm ở trong thân á Thì mình kích cái đọt mới nó ra Thì lá nó mới thẳng trở lại được Còn cây nào nặng á thì mình không có phục hồi được là việc đương nhiên giống như kiểu là nó bị thương quá nặng rồi nó bị tàn tật luôn rồi thì cái cây đó mình không có cứu được cái đó là em nói rõ với anh là như vậy chứ không phải là cứ chuyện gì là cũng lưu ý nóng thuốc còn cái việc á mà đối với dòng dinh dưỡng mà mình phun lên trên cây nó không có bị cháy lá nó không bị vàng đầu nó không có bị quéo nó chỉ bị đối với những cây mà yếu thuốc thì nó sẽ bị rũ lá do co khí khổng Tức là giống như mình uống thuốc bổ nhiều quá đó Thì nó bị xây sẫm mặt mày á Thì còn đối với trường hợp mà mình pha quá liều như là những loại kích Thì nó sẽ bị nhăn dúng cái đọt lại Nhưng cái đọt đó vẫn phát triển bình thường và nó nhăn thôi Giống như kiểu tế bào nó phát triển không đồng đều Thì cái lá nó mới cong vên lên Chứ nó không có bị vàng đọt còn trừ khi nào là lực cây đang mạnh mà họ dây leo luôn kìa mà mình pha một cái loại kích thích tăng trưởng mà pha quá liều thì lúc đó nó mới vàng cái đọt trước rồi sau đó là à, tùy theo điều kiện nếu như mà nước tưới đầy đủ thì nó vẫn phát triển lại bình thường được còn nếu như mà thiếu nước thì cái đọt đó nó vàng quá sau một hai ngày thì nó khô nó chết luôn thôi cái đó là trường hợp về quá liều dưỡng chứ nó không có phải mà cháy lá hay là quéo đọt vàng đọt như là phun thuốc, họ thuốc sâu, thuốc bệnh. Cái đó là em lưu ý rất rõ và em cũng lưu ý lại là những cái gốc EC nhũ dầu, anh có thể anh đi hỏi các cô chú mà chồng có kinh nghiệm lâu năm. Dạng nhũ dầu là cái dạng nóng nhất, phun lên bông là nó rụng bông, phun đọt non là nó quéo đọt chứ không phải là mình nói khơi khơi là cái thuốc đó nó nóng và dạng bột, dạng SC thì dạng sữa đó. Thì dạng sữa thì nó ít nóng hơn, tức là 100 cây nó vẫn bị 10 cây, 20 cây. Tùy theo điều kiện nắng gắt thì nó càng bị nặng hơn là mùa mưa và thời tiết nóng khô thì nó sẽ bị nặng hơn. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật mong anh chị hãy nhấn chia sẻ. Đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.